Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một cái dự án rất là mới của bên chủ đầu tư gửi cho em. Với cái dự án này thì thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này có thể kinh doanh nhỏ, ô tô đi qua ngõ thông, đường rộng nha quý vị. Đây, Ngọc Ánh sẽ quay thực tế đường xá cho quý vị có thể nhìn thấy. Ngõ trước nhà 3,5 m cách với trục đường chính Mậu Lương, đi lại nó chỉ khoảng tầm 50 m thôi mọi người ơi. Và ngay ở bên cạnh nhà nó có kinh doanh được mọi người nha. Đó. Với cái căn nhà này thông số nhà như sau, diện tích là 31 m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng và hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mời quý vị theo em vào cụ thể cả cái căn nhà này. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà rất là rộng 4,5 m, và cái cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa cuốn và bên trong là lớp cửa kính cường lực nha quý vị. Phần tầng 1 lắp đặt sẵn là có cái quạt trần cũng như là bộ bàn ghế ở đây để quý vị có thể nhìn ngắm ở đây luôn, thực tế là bộ bàn ghế đây nha. Đó, rất là hài hòa. Và ngoài ra thì có kệ tivi cũng như là một cái khu trang trí ở phía phần trước để tivi mọi người ạ. Đấy. Đây, quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh. Rất là đẹp đúng không ạ? Nói chung với cái diện tích này, với cái vị trí này thì cái căn nhà này, và đặc biệt Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người, với cái căn nhà này rất là gần những cái tiện ích xung quanh, gần với những bệnh viện lớn, cách với khu đô thị Sala nó chỉ khoảng tầm 800 m, cách với lại bệnh viện 103, bệnh viện K Tân Triều, bệnh viện Bỏng Quốc gia, nó chỉ phạm vi bán kính 1,5 km quay đầu thôi. Từ vị trí của cái căn nhà này đi ra tới trung tâm hành chính quận Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 1 km, cách với lại chợ Hà Đông nó cũng chỉ khoảng tầm 1,2 km thôi. Nói tóm lại, từ vị trí cái căn nhà này đi lại vô cùng thuận tiện, với cái cung đường đi tới đi ra Sala Nguyên Xiển này, cung đường đi tới Thanh Xuân này, và cái cung đường mà đi về tới khu đô thị Thanh Hà thì rất là hợp lý nha mọi người. Nó rất là gần luôn ý ạ. Đây là phần tầng 1 phòng khách. Ngoài ra cái phần phòng bếp đây, như quý vị có thể nhìn thấy Ngọc Ánh review rất là chân thật. Nói chung có sao thì nói thế để cho quý vị có thể tưởng tượng luôn ở trên video ấy. Với cái phần phòng bếp thì chủ đầu tư cũng hoàn thiện gần như là đầy đủ chỉn chu hết rồi. Ngoài ra có tặng cho quý vị luôn là một cái bộ hút mùi cũng như là một bộ bếp mọi người nha. Đó. Toàn bộ phụ kiện bếp đi kèm với lại cái tủ bếp này thì toàn bộ là chất liệu inox 304, tủ gỗ An Cường chống cong vênh mối mọt. Đó. Đây, rất là đẹp, với cái tông màu cũng khá là hài hòa với so với toàn bộ cái màu sơn các thứ của ngôi nhà. Phần tầng 1 này đặc biệt hơn nữa là chủ đầu tư có thiết kế một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng cũng như cái không khí trong những cái căn phòng từ phía tầng 2, tầng 3, tầng 4 đi lên mọi người ạ. Đây mọi người có thể thấy không? Rất là rộng, rất là đẹp và có cửa đây. Đó. Có cửa thiết kế riêng với cái ô giếng trời này. Tầng 1 ngoài ra còn có một nhà vệ sinh nhỏ xinh nữa mọi người ạ. Đây. Nhỏ nhắn nhưng mà nói chung là đáp ứng cái công năng sử dụng với tầng 1 thôi. Đầy đủ hệ thống bồn cầu, máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên phía tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc cổ bậc là được ốp đá đen trắng granite. Và với cái phần phòng khách này thì được ngăn cách với lại cầu thang là một cái vách gỗ rất là đẹp. Đấy, mọi người có thể trang trí bình hoa ở đây, khá là hợp lý nha mọi người. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà xem ở phía bên trên thiết kế như thế nào, có hài hòa với cái căn nhà này hay không nha. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, cái ô thoáng giếng trời ở phía dưới tầng 1 ý, là đây này mọi người nha. Đây, mở cửa ra để đầy ánh sáng cũng như là cái không khí ở phía từ trên tầng xuống đây rất là mát. Toàn bộ cái cửa ở cái ô giếng trời đấy là lấy toàn bộ ở khu vực cầu thang và cái khu vực phòng vệ sinh mọi người nha. Tầng 2 thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở bên trong. Thì đây chính là phần phòng ngủ của ngôi nhà, được lát toàn bộ sàn gỗ rồi mọi người ạ. Đó. Và có cửa thoáng hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này thì mặc dù là hướng Tây như Ngọc Ánh đo, thì ở đây đối diện với cái căn nhà này có một cái nhà nó rất là thoáng rồi, nên là nhà mình không bị nóng mọi người ơi. Với cái tầng 2 này thì cái phòng ngủ rất là vuông vắn, đẹp, dễ dàng kê đồ nội thất. Đồng thời trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, chủ đầu tư cũng lắp đặt sẵn sàng cho mình rồi. Ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa. Căn phòng này thì
Với cái căn nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt riêng bệt đầy đủ, sổ đỏ đầy đủ, và cái giá chào bán của cái căn nhà này là 3,6 tỷ đồng, hỗ trợ bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn khách với khách hàng có nhu cầu. Và với cái phần ngân hàng ấy thì quý vị chỉ cần phải bỏ ra chi trả cái căn nhà này nó khoảng tầm 1,2 tỷ đồng thôi. Phần còn lại là ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất từ những cái ngân hàng mà Ngọc Ánh hay liên kết nha mọi người. Ngoài ra, phần tầng 2 còn có một phòng vệ sinh. Với cái phòng ngủ tầng 2 thì thiết kế theo kiểu master, phòng vệ sinh phía bên trong rất là hợp lý mọi người nha. Đây chính là cái phần cửa sổ thông thoáng đây như Ngọc Ánh chia sẻ. Đó. Cái phòng vệ sinh tầng 2 này vuông vắn nhỏ nhắn, đầy đủ hệ thống bồn cầu liền khối, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, hệ thống lavabo bàn đá, đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng sử dụng theo từng tầng. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ơi. Đó. Tầng 2 thiết kế như thế. Vậy thì tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế nó tương tự như tầng 2, nó chỉ khác một chút về cái cửa ở phía bên ngoài thôi mọi người ạ. Cái cửa hướng ra bên ngoài ở phía tầng 2 thì nó là một cửa lớn. Tuy nhiên ở cái phía tầng 3 này thì chủ đầu tư thiết kế hai cửa sổ hai bên. Nó cách điệu đi một chút thôi, chứ còn thực tế thì về bản chất thì cái căn phòng này diện tích cũng như cái thiết kế bên trong thì như nhau. Sàn gỗ cũng như là cái diện tích phòng ấy. Đó. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa. Toàn bộ cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ mọi người nha. Đó, gỗ lim. Phía nhà vệ sinh ở bên trong tầng 3 đây tương tự như tầng 2. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như nhau mọi người ạ. Mỗi tầng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đấy, phòng ngủ thì rất đẹp, rộng rãi, kê đồ thoải mái. Với cái không gian phòng ngủ này nó khoảng tầm 17-18m² ấy mọi người. Rất là ok. Vị trí, thực ra như Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ ban đầu với quý vị rồi, quan trọng đó là cái vị trí. Từ cái vị trí ngôi nhà này thì đi ra tới trung tâm hành chính quận Hà Đông nó rất là gần. Đi ra tới chợ Hà Đông này, đi ra tới những cái bệnh viện lớn này, đi ra những cái tiện ích xung quanh này, phù hợp với những cái cung đường mà quý vị mong muốn. Ví dụ như là đi lên tới Thanh Xuân, Lê Văn Lương, đi tới ra tới Sa La Nguyễn Xiển, hoặc là mọi người có đi ngược về phía khu Thanh Ngoai cũng khá là ok. Mời mọi người theo em lên khám phá tiếp tầng 4 của căn nhà. Bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, như quý vị có thể quan sát luôn trên video, Ngọc Ánh review rất là chân thật, có sao thì nói như thế, từ cái giá bán cho đến cái vị trí nhà. Mọi người ạ, với cái tầng 4 này thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ nữa mà thay thế vào đó là chủ đầu tư lát gạch. Kích thước gạch 60-60 và cái tông màu chủ đạo của cái ngôi nhà này là tông màu trắng. Bởi vậy nên là mọi người có thể nhìn thấy không, bước vào cái không gian tuy nó nhỏ thôi mọi người ạ. Cái diện tích của nó thực tế nghe nó rất là nhỏ, 31m², nhưng mọi người có thể nhìn thực tế là chủ đầu tư thiết kế như thế nào, nó có hài hòa hay không thì ở trên video mọi người có thể nhìn thấy rồi. 4 tầng, Ngọc Ánh bước chân lên trên đây thì có 3 phòng ngủ riêng, 4 phòng vệ sinh rồi mọi người ạ. Đấy, vô cùng hợp lý, phòng khách, phòng bếp. Và tiếp theo ở phía tầng 5 thì như thế nào thì tí nữa Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới mọi người. Còn đây là phần tầng 4. 3 phòng ngủ thông thoáng, rộng, vị trí thì vô cùng đẹp. Chắc hẳn mọi người sẽ biết cái dự án Kiến Hưng Luxury đúng không ạ? Nó là một cái dự án cũng khá là lớn ở phía Tây Hà Nội, rất là đặc biệt. Và toàn bộ những cái mà cái tiện ích sau này mà quý vị ở cái khu vực, ở cái căn nhà này sẽ được hưởng những cái tiện ích nội khu của cái khu vực đấy, vô cùng hợp lý nha. Mời mọi người theo em lên cái khám phá cái tầng cuối cùng của ngôi nhà, đó chính là tầng 5, xem cuối cùng cái ngôi nhà này thiết kế với 31m 5 tầng có hài hòa hay không. Mời mọi người. Trên tầng 5 của ngôi nhà, khi Ngọc Ánh bước chân lên đây mọi người ơi, chủ đầu tư thiết kế vô cùng hợp lý với cái tầng 5 thiết kế. Một cái ô thoáng giếng trời ở phía bên trên để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và bước lên trên tới tầng 5 đây mọi người thấy không, rất là sáng, rất là rộng. Đồng thời chủ đầu tư lắp đặt thiên về một cái khu vực để máy giặt riêng mọi người nha. Đây, khu vực để máy giặt riêng biệt. Đó, và còn khá là chỉn chu khi mà thiết kế cũng như là lát nguyên một cái loại gạch riêng phân biệt cái khu vực này mọi người ạ. Đó. Ngoài ra chủ đầu tư còn thiết kế một phòng thờ ở đây, phòng thờ tầng 5 mọi người nha. Đó. Phòng thờ đầy đủ, cửa thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Và phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Đây mọi người ơi,
từ vị trí này xung quanh rất rất nhiều tòa chung cư Mi Pách Kiến Hưng này, Kiến Hưng Luxury đây, như mọi người có thể nhìn thấy quanh quanh ở đây giúp em. Ở đây thì khu dân cư mọi người không phải hỏi là em ơi ở đấy dân cư thưa thớt hay không, mà nó quá là đông dân cư luôn ấy mọi người ạ. Vị trí căn nhà này như đầu tiên Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người rồi, cái căn nhà này có thể kinh doanh nhỏ, ngõ thông, đường rộng, ô tô đi qua, vô cùng hài hòa, vô cùng hợp lý. Và cái giá chào bán 3 tỷ 600 triệu đồng, có thương lượng, có hỗ trợ khách hàng vay vốn và bao toàn bộ phí thuế sang tên. Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc theo số điện thoại phía trên màn hình nha, 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì nhớ like để ủng hộ cho em và bấm đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.